Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mời quý vị chắp tay trên bài lãnh lễ Đức Thế Tôn trước khi bắt đầu bài học chính thức. Nam mô tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng ta qua tiếp cái đoạn kinh số 47 ha. Này Bà La Môn, ý nghĩ này đã khởi lên cho ta. Bất cứ sa môn hoặc bà la môn nào mà không chuyên chú và tâm bị dao động, sống tại nơi ẩn cư trong rừng rậm hoang vu hẻo lánh, do nhân nhiễm ô từ việc không chuyên chú và tâm bị dao động, nên các vị sa môn và bà la môn ấy chắc chắn khởi lên sự sợ hãi và kinh cảm bất thiện. Thì ở đây cái không chuyên chú và tâm bị dao động là chỉ cho việc chúng ta ở trong rừng á, mà chúng ta hành thiền thì chúng ta không đạt được cận định. Yêu cầu của chúng ta khi mà ở trong rừng á, nó rất là cao, đòi chúng ta đạt được đến cái mức độ gọi là cận định. Sẵn thì sư giới thiệu sơ cho quý vị cái hệ thống phân cấp của định là như thế này. Đầu tiên á, là chúng ta sẽ có những cái sát na định. Chúng ta luôn luôn có sát na định. Ví dụ như chúng ta tập trung để chúng ta vặn con vít, hoặc là chúng ta tập trung chúng ta cầm cái bút chúng ta viết bài, hoặc chúng ta tập trung chúng ta nghe pháp, thì để có được sự tập trung đó chúng ta phải có sát na định. Cho nên bất kể ai thì cũng đều có sát na định cả. Khi mà chúng ta hành thiền thì cái nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta tập trung vào một đối tượng, rồi sau đó đó chúng ta phát triển sát na định cho nó nhiều lên. Nó giống như là một cái toa tàu, một toa tàu lửa nó chạy dài như vậy. Thỉnh thoảng thì nó sẽ có những toa màu đen. Cái chúng ta cần á là chúng ta sơn càng nhiều toa tàu màu đen càng tốt. Cho nên nhiều người khi họ mới hành thiền, tâm họ thiếu định, họ không có định được, rồi tâm họ nhảy nhót lung tung, đi hết chỗ này đi qua chỗ kia đó. Cho nên ở đây mới nói là mình bị phân tâm và thiếu định, mình không tập trung được vào đối tượng. Và tâm của mình vào lúc đó nó như con khỉ vậy, nó nhảy hết chỗ này, nó nhảy qua chỗ kia. Nhiều người họ dính, họ chết ngay chỗ này, rồi từ đó họ không dám hành thiền. Họ nói bình thường á, tôi ngồi, tôi coi phim thì không sao hết. Bình thường tôi làm việc này, làm việc kia thì không sao hết. Nhưng mà khi tôi ngồi thiền á, theo dõi hơi thở, thì những cái suy nghĩ lung tung nó bắt đầu nó xuất hiện ở trong đầu của tôi. Nó làm cho tôi đau đầu, làm cho tôi hoảng sợ, làm cho tôi không ngồi thiền được. Thì đây là chỉ cho những cái vị trong trường hợp này đó, tâm không có định, tâm bị dao động. Bởi vì ngay trong cái giai đoạn sát na định thì vị ấy đã rớt rồi. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền, nhớ dùm, sư thường hay nói quý vị,
chúng ta đừng có lo cái chuyện là chúng ta bị phóng tâm. Tức là cái chuyện chúng ta ngồi mà chúng ta cứ tâm mình cứ nhảy chỗ này nhảy chỗ kia, nó không ở yên một chỗ. Đừng có sợ cái đó. Cái quan trọng là chúng ta tập trung được bao lâu. Sư lấy ví dụ, sư hỏi quý vị, bây giờ trong vòng 10 hơi thở, hít vào, thở ra, đếm 1, hít vào, thở ra, đếm 2, đếm tới 10. Trong vòng 10 hơi thở, quý vị có thể tập trung vào trong 10 hơi thở hay không? Nếu có thì hãy vận dụng toàn bộ sự tập trung của mình đó, vận dụng nó để tập trung vào 10 hơi thở. Sau đó thả lỏng ra. Lúc đó tâm của mình nó muốn chạy đi đâu nó chạy. Giống như một cái người lực sĩ, khi họ cử một vật nặng, họ gồng người lên, thì họ gồng một lúc, họ cử xong vật nặng rồi họ thả xuống. Cũng như vậy, tâm của mình á, trong giai đoạn đầu nó chỉ có sát na định thôi, thì mình cần phải tập trung hết toàn bộ sức mạnh của tâm theo dõi hơi thở. Ví dụ đề mục của mình là hơi thở ha, theo dõi hơi thở rồi sau đó thả lỏng ra. Bởi vì khi chúng ta mới hành thiền á, chúng ta chỉ có sát na định thôi, và cái nhiệm vụ của mình là gì? Làm cho những cái sát na định đó tăng trưởng càng nhiều càng tốt. Khi chúng ta thực hành thiền lâu thì càng lúc cái sát na định của mình càng lúc càng nhiều, xuất hiện một cách thường xuyên. Giống như một toa tàu, ban đầu thỉnh thoảng thì nó mới có một cái toa màu đen nó chạy ngang qua. Nhưng mà mình làm sao đó để cho những cái càng nhiều những toa tàu màu đen xuất hiện càng tốt. Rồi dần dần toa tàu màu đen xuất hiện nhiều hơn, toa tàu màu trắng hoặc toa tàu không có màu đen nó dần nó biến mất. Cho đến một lúc nào đó mà hầu hết là đều có toa tàu màu đen, của đoàn tàu hầu hết là toa tàu màu đen, thì khi đó tâm của chúng ta đó, nó bắt kiên cố vào một cảnh rồi. Cái người mà họ có cận định, họ có thể ngồi nhiều tiếng đồng hồ không sao hết, họ vẫn có thể tập trung vào đối tượng. Và khi đó chúng ta gọi đó là cận định, tức là gần đạt đến định. Còn những vị ở đây thì các vị này không được như vậy. Mà điều kiện để chúng ta có thể sống ở trong rừng là chúng ta phải có khả năng hành thiền đạt đến cận định. Nếu như chúng ta ở ngoài đời, chúng ta hành thiền mình chỉ có sát na định, mình chưa có cận định thì không sao. Hành dần dần ha, cứ từ từ, mình thực hành từ từ, rồi mình sẽ có được, nếu như đủ phước, đủ duyên, đủ ba la mật, đủ sự cố gắng, mình có được cận định thì đó là điều tốt. Rồi sau đó mình có thể mình đi vào trong rừng để mình hành thiền. Còn khi mà mình chưa có được sự cận định á, mà mình đi vào trong rừng, thì khi mình ngồi xuống, những cái âm thanh nó bắt đầu nó tấn công mình, những hình ảnh bắt đầu tấn công mình, những sự tưởng tượng bắt đầu tấn công mình. Nhiều người họ hành thiền á, họ nhìn cái lá, họ nhìn những cái tảng đá, họ nhìn cái mặt đất, mà họ nhìn ra những cái hình thù này hình thù kia, rồi thậm chí họ có thể tưởng tượng ra một cái gương mặt có răng nanh, rồi giống như là một con quỷ. Đó là do đâu? Do tâm họ không có định, chưa đạt được cận định. Thì khi đó tâm của mình nó bắt đầu nó chạy nhảy, nó chạy, mà khi nó chạy như thế nó bắt đầu nó tưởng tượng lung tung, và chính vì như vậy nó đem đến sự khiếp đảm và sợ hãi.
Nếu như bình thường chúng ta ở phố thị, chúng ta ở trong một ngôi tự viện, thì chúng ta còn có bạn đồng tu, chúng ta còn có thầy hướng dẫn, nó ít sợ hơn là cái chuyện mình ở một mình ở trong rừng. Thành ra đừng có nghĩ cái chuyện mình ở trong rừng đây là cái chuyện dễ dàng. Xin thưa, không hề dễ dàng. Thế cho nên do Đức Thế Tôn Ngài đã có được định, cho nên là Ngài không có dao động đây. Nhưng ta có chuyên chú và tâm không bị dao động, sống tại các nơi ẩn cư trong rừng rậm hoang vu hẻo lánh, ta có định tâm. Chư thánh nhân nào mà có định tâm và sống tại các nơi ẩn cư trong rừng rậm hoang vu hẻo lánh? Ta là một trong số ấy, này Bà La Môn. Khi đang tự quan sát trạng thái có định tâm ấy, ta có sự xác quyết hơn khi sống ở rừng. Cái giai đoạn này á, là giai đoạn mà Ngài đã quay trở lại đời sống trung đạo. Quý vị nhớ nha, khi mà Đức Thế Tôn xuất gia thì Ngài trải qua những giai đoạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn Ngài thực hành thiền cho đến phi tưởng, phi tưởng. Sau đó Ngài bỏ. Rồi sau đó Ngài đến cái khổ hạnh lâm, tức là khu rừng khổ hạnh, và Ngài thực hành khổ hạnh. Giai đoạn này hết 6 năm, 6 năm khổ hạnh rừng già. Rồi khi mà Ngài cái sự khổ hạnh á, nó đi đến sự cùng tột của sự khổ hạnh, được mô tả ở trong một bài kinh khác là khi đó Ngài nín thở, rồi cái phong đại nó xoắn lên trên não và nó khiến cho Ngài bị hôn mê bất tỉnh. Và sau khi Ngài tỉnh dậy, Ngài suy xét rằng những người thực hành khổ hạnh thì thực hành cho đến cái mức độ này là tối đa, họ không thể hơn được nữa. Nhưng họ vẫn không có khả năng chứng đắc được đạo quả. Như vậy phương pháp thực hành khổ hạnh này không đưa đến quả vị chánh đẳng giác. Thế là Ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh và Ngài quay trở lại Ngài thực hành trung đạo. Thì cái giai đoạn này đó, trong cái giai đoạn số 47 này, là Ngài đã quay trở lại con đường trung đạo. Tức là Ngài có định, Ngài quay trở lại cái con đường thực hành chỉ quán ha. Nhưng mà trước đó, tức là từ cái khổ 46 trở về trước thì sư không chắc. Bởi vì từ khổ 46 trở về trước thì một vị thực hành khổ hạnh như là Bồ Tát hoàn toàn vẫn có thể có được cái này. Tức là có niệm về sự tỉnh giác, rồi không có ham muốn, không đam mê trong các dục. Chúng ta qua tiếp khổ 48. Này Bà La Môn, ý nghĩ này đã khởi cho ta, bất cứ sa môn nào hoặc bà la môn nào mà không có tuệ và đần độn, sống tại nơi ẩn cư trong rừng rậm hoang vu hẻo lánh, do nhân nhiễm ô từ việc không có tuệ và đần độn, nên các vị sa môn và bà la môn ấy chắc chắn khởi lên sự sợ hãi và kinh cảm bất thiện. Không có tuệ ở đây chính là cái sự nói nhảm nhí. Quý vị nghe nó kỳ ha. Thường chúng ta nghĩ không có tuệ là nó nằm trong cái phạm trù suy tư, nằm trong phạm trù suy nghĩ. Chứ còn không có tuệ mà làm sao nó thể hiện ở cái chuyện mình nói chuyện nhảm nhí. Nhưng nó liên quan vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì mình nói nhảm nhí được là do mình nói mà không có suy nghĩ. Còn khi mình nói mà mình cần suy nghĩ, cái đầu của mình nó hoạt động dữ lắm. Sư ví dụ, khi mà sư ngồi đây sư thuyết pháp với quý vị, thì nhắc đến cái bài kinh nào trong tâm của sư là nó phải suy tư rất là nhanh. Có những bài kinh nào liên quan đến cái ý này? Ví dụ như sư suy tư những bài kinh nào mà liên quan đến cái chuyện nói nhảm nhí, rồi sư lại phải suy tư ứng dụng ở đời về cái khía cạnh này ứng dụng như thế nào. Rồi suy tư tổng hợp cái ngôn ngữ
để nói như thế nào để truyền tải được cái mình hiểu cho quý vị cùng hiểu. Cho nên khi mà mình nói mà mình dùng cái đầu của mình thì mình làm sao mình nói chuyện nhảm nhí. Còn khi mình nói chuyện nhảm nhí thì xin thưa, khi đó tuệ nó không có mặt. Mà chính bởi vì tuệ không có mặt, những cái mình nói nó thành chuyện nhảm nhí. Trong cái đời Hoàng Pháp thì cũng có khi nó bị, xin nói gọi là nó bị bể. Tại sao? Thí dụ như tối hôm đó bị chánh niệm trong toilet, thì tới sáng là có cái giờ giảng lên, là cái đầu của mình nó buồn ngủ dữ dội và đầu của mình không cách chi mà tỉnh táo được. Thành ra tới hồi sư lên sư nói, sư không biết sư nói cái gì. Mình nói xong mình cũng không biết là nãy giờ mình đang nói cái gì luôn. Cho nên là khi mà mình cái tuệ nó không có mặt á, nó rất dễ đưa đến chuyện mình nói chuyện nhảm nhí. Mà hên là sư đang nói pháp nha. Còn người đời thì họ tha hồ, họ nói chuyện nhảm nhí. Chuyện nhảm nhí ở đây là gì? Là những chuyện không đi đến sự giải thoát giác ngộ, những chuyện không đi đến sự buông bỏ, những chuyện không đi đến một đời sống phạm hạnh, những chuyện không đi đến một cái đời sống xa lìa các ác bất thiện pháp, thì đó là những chuyện nhảm nhí. Cái hồi mà sư mới soạn những cái bài pháp để sư thuyết pháp, sư cũng thử cái phong cách là nói chuyện cho nó hài hước, kể những cái câu chuyện cười. Nhưng mà rốt cuộc phát hiện ra mình không có cái khiếu đó. Xin thưa, nói chuyện hài nó cũng cần cái khiếu. Thế cho nên về sau thì sư suy tư, thay vì sư kể chuyện cười thì sư kể những câu chuyện đáng cười. Ở trong Lục Tạng có rất nhiều những cái chỗ mà Đức Thế Tôn khiển trách những vị tỷ kheo nói chuyện nhảm nhí là như thế nào. Có nhiều vị đi lên để mà giáo giới, để mà dạy pháp, để mà thuyết pháp, thì vì đó leo lên trên pháp tòa, thay vì kể, thay vì nói về kinh tạng, nói về lời dạy của Đức Thế Tôn, nói về những sự ứng dụng của nó vào trong con đường tu tập, thì vì đó lại nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện nhà vua, chuyện quan lại, chuyện kinh tế, chuyện chính trị, chuyện xã hội, chuyện trên trời dưới đất, thì đó là những chuyện nhảm nhí và nó làm cho chúng ta mất rất nhiều thời gian. Xin thưa, chuyện nhảm nhí tại sao nó đưa đến sự khiếp đảm và sợ hãi? Cái thứ nhất, nó làm cho tuệ không có mặt. Mà khi tuệ không có mặt á, đầu óc của chúng ta đó, nó chạy lung tung hết. Mà quý vị biết sở dĩ chúng ta sợ hãi khi chúng ta sống ở trong rừng á, là do tâm của mình á, nó chạy lung tung. Khi nó chạy lung tung như vậy, nó ngắm những bông hoa, nó ngắm những tảng đá, nó ngắm những cành cây, nó ngắm những khu rừng, nó ngắm những cái làng mạc. Rồi khi đó tâm của họ chạy theo nó, dính mắt nó. Rồi bắt đầu là họ tâm tham ái nó xuất hiện. Rồi họ nhìn những con người giàu sang, họ nhìn những đời sống hưởng thụ, họ có cái lòng mong mỏi. Rồi từ đó đó, thân thì ở trong rừng nhưng mà tâm thì hướng về đời. Rồi từ đó họ bắt đầu họ suy tư, họ ảo tưởng về một đời sống hưởng thụ. Mà khi họ dùng cái trí của họ để họ tưởng tượng về những thứ để hưởng thụ như thế, thì những cái hình ảnh của khu rừng đó không còn là một nơi an toàn cho họ nữa. Thì ở đây tâm họ bắt đầu dao động. Họ nhìn một cái sợi dây, họ cũng có thể tưởng tượng làm con rắn. Rồi họ nhìn những cái tán cây, họ cũng tưởng tượng là những con ngạ quỷ. Rồi từ đó cái mảnh đất đó nó trở thành một cái nơi nguyền rủa họ. Như sư nói hồi nãy, mình nhìn những cái tảng đá, những cành cây,
mình hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một cái gương mặt quỷ. Nó do đâu? Do mình tưởng tượng. Thế cho nên ta có tuệ và không đần độn, sống tại các nơi ẩn cư trong rừng rậm hoang vu hẻo lánh, ta có tuệ. Chư thánh nhân nào mà có tuệ và sống tại các nơi ẩn cư trong rừng rậm hoang vu hẻo lánh, ta là một trong số ấy, này Bà La Môn. Khi sự quan sát trạng thái có tuệ ấy, ta có sự xác quyết hơn khi sống ở rừng. Như vậy là chúng ta dứt 16 cách thức, tức là 16 việc mà khiến cho một người họ khiếp đảm và sợ hãi. Và thông qua đó chúng ta biết chúng ta có 16 phương pháp để chúng ta không khiếp đảm và sợ hãi. Khi mà quý vị học thuộc cái bài kinh này, khi mà chúng ta đi đến một nơi nào đó, chúng ta có sự lo sợ. Thí dụ như chúng ta đi vào rừng, chúng ta sợ. Chúng ta đi vào cái chỗ hoang vắng, chúng ta sợ. Chúng ta đi vào một nghĩa trang, chúng ta sợ. Thì chúng ta suy xét lại coi mình có phạm phải 16 vấn đề này hay không. Và nếu như mình phạm phải thì hãy khắc phục nó, để cho nó không tồn tại nữa. Thì như thế sau này mình có đi thực hành thiền, hay là mình có đi đâu vào những cái nơi mà hoang vắng, mình cũng không có sợ. Và chúng ta đi qua tiếp cái đoạn 49, thì từ cái đoạn này là chúng ta xem cái việc thực hành của Bồ Tát để vượt qua sự khiếp đảm và sợ hãi. Này Bà La Môn, ý nghĩ này đã khởi cho ta. Những đêm mà được biết đến và được ấn định như đêm 14, đêm 15 và đêm mùng 8 của nửa tháng, trong những đêm như vậy, thế nào nếu như ta sống tại những nơi kinh khiếp và sởn lông óc, như các miếu thờ trong lâm viên, các miếu thờ trong rừng, trong khu rừng, các miếu thờ dưới cội cây, ta có thể đối diện với sự sợ hãi và kinh cảm? Thì ở đây thứ nhất là trong những cái ngày 14, 15 và mùng 8, sau này còn có ngày 30, được ấn định là những cái ngày linh thiêng. Đặc biệt là những cái ngày này, chư thiên ở cõi trời Đao Lợi sẽ nhìn xuống cõi người. Nếu như mà chúng sanh ở cõi người có tu tập, có hiếu dưỡng cha mẹ, biết làm tròn bổn phận đối với gia đình, rồi có làm phước, có giữ giới, thì chư thiên họ sẽ hoan hỷ. Còn nếu như mà khi họ nhìn xuống, họ thấy người ta sống bậy quá, không ai giữ giới hết đó, con cái thì bất hiếu với cha mẹ, người thì họ không có làm tròn bổn phận, thì chư thiên họ sẽ không hoan hỷ. Cho nên vào những ngày này là những ngày mà chúng ta đặc biệt, chúng ta phải tu nỗ lực nhiều hơn. Còn những cái nơi như là các cái miếu thờ thì vốn dĩ, đặc biệt là ở trong khu rừng, thì nó rất là kinh khủng. Đó thường là nơi trú ngụ của các hàng phi nhân, như là các con dạ xoa, hoặc là có những cái con rồng, nó sẽ trú ngụ ở đó. Mà nếu như mình đến, mình ở đó, thì nó có thể nó phá mình, nó có thể biến hiện những cái hình thù kinh dị để nó xua đuổi mình, hoặc thậm chí là nó hại mình. Có những người họ đi vào rừng rồi họ mất tích luôn, sau đó người ta không tìm thấy tung tích, không tìm thấy, thậm chí là cái xác của họ cũng không tìm thấy. Đương nhiên thì có nhiều sự giải thích, nhưng mà một trong số đó đó là khi mà mình lạc vào ở trong cái nơi canh gác của những cái hàng dạ xoa, hoặc là những cái hàng phi nhân như là cưu bàn trà chẳng hạn, họ canh gác ở cái chỗ đó đó. Thí dụ như họ canh gác cái miếu thờ, mà mình đến đó thì họ có khả năng họ bắt mình. Cho nên là có lý do để mà Bồ Tát nói
sẽ như thế nào nếu mà ta sống ở những nơi này mà ta có sự khiếp đảm và sợ hãi. Bỏ qua một cái đoạn trùng ha. Và khi ta sống ở đấy, này Bà La Môn, có thể con thú đến gần, hoặc con công làm rơi nhánh cây, hoặc gió làm xào xạc lá rụng. Này Bà La Môn, ta nghĩ rằng sự sợ hãi và kinh cảm ấy chắc chắn sẽ khởi đến. Như sư nói ngay từ đầu, khi mà chúng ta ở trong rừng, chúng ta đừng nghĩ là rừng nó yên ổn. Mình sống ở phố thị, mình thấy là xe cộ nó chạy tới chạy lui, mình thấy là ở phố thị nó ồn ào. Mình vào rừng, mình mới vào rừng, thì mình thấy là ở rừng thiệt là yên ổn. Nhưng mà khi mình ở trong rừng rồi, mình mới thấy rừng nó không có yên. Những con thú nó có thể nó đi tới đi lui, thậm chí con cọp, con beo nó có thể nó gầm. Rồi những cái con như là con bò sát, con rắn, con rít, nó có thể nó bò sột soạt ở dưới những cái tán cây. Rồi đó là chưa kể những cái sự tưởng tượng của tâm mình, nó sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Rồi từ đó nó đưa đến sự khiếp đảm và sợ hãi. Cho nên Ngài nghĩ, ta nghĩ rằng sự sợ hãi và kinh cảm ấy chắc chắn sẽ xảy đến. Rồi ta nghĩ ta sống luôn mong chờ sự sợ hãi để làm gì? Thế nào nếu ta có thể chứng phục sự sợ hãi và kinh cảm ngay tại oai nghi và mà sự sợ hãi và kinh cảm ấy xảy đến? Này Bà La Môn, sự sợ hãi và kinh cảm ấy xảy đến khi ta đang đi kinh hành. Rồi ta, này Bà La Môn, không đứng, không ngồi và không nằm cho đến khi ta chứng phục được sự sợ hãi và kinh cảm ấy ngay khi đang đi. Này Bà La Môn, sự sợ hãi và kinh cảm ấy sẽ đến ta khi ta đang đứng, vân vân. Tức là khi mà ở cái oai nghi nào mà sự sợ hãi và kinh cảm xuất hiện á, thì Ngài giữ nguyên cái tư thế đó để khắc phục, để vượt qua sự sợ hãi và kinh cảm, rồi Ngài mới đổi ngoại nghi. Chứ không phải như mình đang ngồi mà mình sợ quá, mình đứng dậy mình đi. Hoặc mình đang đứng dậy mình đang đi kinh hành mà nghe cái sự sột soạt, mình sợ quá, mình kiếm chỗ mình ngồi hoặc mình nằm. Có nhiều người đó, họ sợ, họ chui vô trong mền, họ đắp chăn để bớt sợ. Thì ở trong chú giải, trong chú giải có nói là một cái đoạn như thế này, là mình không để tâm dính mắc đến cái cảnh đáng sợ đó nha. Mình để nó qua một bên. Ví dụ như mình đang đi kinh hành mà có cái tiếng sột soạt, mình sẽ tưởng tượng là có con rắn nó đang bò ở đó, hoặc là có con beo nó đang rình mồi. Thì như vậy đó, lông tóc mình dựng ngược, mình khiếp sợ, mình hoảng sợ. Thì cái trong chú giải nói là gì? Đừng để ý tới nó. Đừng để cho cái hình ảnh đó, cái âm thanh đó, cái cảnh đó, nó ám ảnh vào trong đầu óc của mình. Đừng. Nhớ dùm nhé, đây là một cách thực hành ấy. Và để nó qua một bên, lãng quên, đừng để ý tới nó. Bởi vì sự sợ hãi khi mà mình càng chú tâm, càng chú tâm, thì nó sẽ càng phóng đại lên. Thành ra là một trong những cách là mình để nó qua một bên, đừng để ý tới nó. Nhắc mới nhớ, sư thấy nhiều phim kinh dị, sư không hiểu được cái diễn viên tại sao họ có thể làm được cái chuyện đó mà đảm bảo là người đời họ không bao giờ làm. Thí dụ như nửa đêm ở một mình mà nghe tiếng khóc. Người bình thường họ chui vô trong mền, họ nằm đi. Không, thắp đèn cầy đi tìm coi nó khóc ở chỗ nào, nghe hù chơi vậy đó.
Rồi khi mà đang ở trong một cái nghĩa trang vắng vẻ như vậy, thấy cái bóng nó lướt qua, nhưng người ta đi chỗ khác đi, không đi tìm cái bóng nó đi ở chỗ nào. Cái kiểu phim kinh dị nó vậy đó. Thì nói cho vui, để cho quý vị thấy, khi mà mình sợ hãi cái gì đó, một cái cảnh nào đó nó khiến cho mình sợ hãi, thì đừng để ý tới nó. Nhưng mà nhớ nha, cái này là đang nói về trường hợp chúng ta đang ở rừng mà có cái cảnh sợ hãi nó xuất hiện. Tức là khi chúng ta đang hành thiền mà cái cảnh nào đó nó làm cho chúng ta sợ hãi, giữ nguyên tư thế đó, giải quyết sự sợ hãi, đừng để nó dính mắc, để nó qua một bên ha. Chứ còn thí dụ như mình ở nhà một mình mà nghe có cái lục cục ai đó động chạm thì nhớ coi chừng có khi ăn trộm nó vô ha. Cái đó nó khác. Thì đó, nếu như khi mình đang đi thì mình giữ ngoại nghi đó, mình không ngồi, mình không nằm, mình cũng không đứng luôn, mình tiếp tục mình đi, nhớ giùm ở chỗ đó. Rồi ở đây nè, mình suy tư kỹ lưỡng về sự sợ hãi, về những thứ không nhìn thấy. Ở đây chỉ có tự mình suy tư những thứ đáng sợ thôi. Tức là vốn dĩ bản thân nó có khi nó không là cái gì đâu, nó chỉ là một cái nhánh lá mà gió thổi đung đưa thôi. Nhưng mà do tâm của mình, mình bắt đầu mình tưởng tượng. Từ cái sự tưởng tượng nó đưa đến sự sợ hãi. Hoặc chỉ đơn giản là một cái con chim cút, con chim cắt, nó chạy nhào qua một cái đám lá khô, nó nghe sột soạt. Nhưng mà do mình tưởng tượng cho nên nó mới ra cái hình dáng là một con rắn nó đang núp ở chỗ mình đang đi kinh hành. Thế cho nên mình phải suy tư kỹ lưỡng, mình nhìn thẳng vào sự sợ hãi, hỏi tại sao mình sợ. Nhìn vào nó hỏi tại sao mình sợ. Xét thấy ha, mình đang tưởng tượng là có con rắn nó trong bụi, thì mình phải xem xét nó. Cái này là do mình tưởng tượng. Mình có thấy hay không? Không có thấy. Người ta thường sợ hãi về những thứ họ không thấy hơn là những thứ họ thấy. Thế cho nên khi mình suy tư như thế, mình biết cái này là do mình tưởng tượng thôi, thì để nó qua một bên. Và sau khi mình hiểu rõ những thứ sợ hãi mà mình tự tưởng tượng, mình tự đặt tên đó đó, mình biết rồi, thì sự sợ hãi nó biến mất. Rồi sau đó mình có thể thay đổi ngoại nghi. Sư nhớ có lần sư tụng kinh ở trên chánh điện, thì chánh điện chùa Nam Tông nó có cái cửa sổ, mà khi sư đang tụng kinh như vậy, đang tụng kinh mắt liêm diêm hướng về Phật như vậy, đang tụng kinh, đang tụng một hồi, cái có cái bóng trắng nó lướt qua cửa sổ. Mà xin thưa nha, cửa sổ là ở trên tầng chứ nó không ở dưới đất, cho nên là làm mà ở bên ngoài không có hành lang, cửa sổ không có hành lang mà ở trên tầng cao, cái bóng trắng ở đâu ra? Thế là đang tụng kinh thấy cái bóng trắng lướt qua, thì tụng kinh một hồi, hồi hướng rải tâm từ tới cái bóng trắng. Những lần sau tụng kinh thấy bóng trắng nó lướt qua cũng thường xuyên, cho đến một hôm sư tò mò để ngó kỹ coi là nó hình thù nó ra làm sao, để ý tụng kinh, để ý nó. Một hồi cái bóng trắng nó lướt qua, thấy thì ra cái tường nhà đối diện đó quý vị, khi mà cái xe nó quay đầu xe thì cái đèn pha nó rọi lên trên tường, nó sáng lòa qua một cái rồi nó mất.
Tức là ở đây không có cái con ma, không có cái con phi nhân nào ở đây hết trơn hết trọi á, mà chẳng qua là do sự tưởng tượng của mình thôi. Mà nếu như mình nhìn kỹ á, thì nó không có ghê sợ như vậy, nó không có cái gì hết trơn. Mà hơn lúc đó mình không có sợ. Nó thì không có sợ, thì lúc đó nghĩ, ban đầu nghĩ à, chắc phi nhân thì thôi mình tụng kinh mình rải tâm từ thôi. Nhưng ai dè nó không phải. Cũng vậy, khi chúng ta ở trong rừng hoặc chúng ta ở nhiều nơi, đa phần là tự mình hù mình không. Chứ còn có khi nó không có cái gì hết trơn. Khi mà chưa xuất gia thì sư có lấy vợ, nhà vợ ở dưới quê. Thì có lần á, sư về ở dưới đó, thì cái cô em vợ á, tối thì cổ mặc cái đồ ngủ, thì cái đồ ngủ của cổ nó màu trắng, cũng bình thường, nó bình thường ở nhà không có gì hết trơn. Tối 11, 12 giờ thì giống như là đi vệ sinh á, thì cổ đi ngang qua cái cửa sổ. Khi mà cổ đi vệ sinh, cổ đi ngang qua cửa sổ thì cổ nghe cái ở ngoài cửa sổ nó kêu á một cái rồi nó, rồi cái tiếng té cái tiếng chạy. Thì sáng hôm sau kể thì sư nghĩ chắc có lẽ tội nghiệp thằng ăn trộm hôm qua nó rình nhà, nó rình cái cửa sổ á, nó nhìn thì cái người ở trong nhà mặc cái đồ trắng đi ngang qua nó sợ ma. Cho nên á, xin nói là đa phần tự mình hù mình không à, chứ cái bản chất của nó có khi nó không có đáng sợ như vậy đâu. Cho nên ở đây nè, khi mình đang trong cái oai nghi nào mà cái sự sợ hãi, mình suy tư nó, nhìn cho kỹ. Có đôi khi á, mình nhìn cho kỹ, nhưng mà đừng có giống như trong phim ma nha, mình nhìn cho kỹ nó là cái gì thì có khi mình sẽ không có sợ nữa. Do đa phần mình không dám nhìn á, cho nên là mình tưởng tượng thôi. Rồi chúng ta qua tiếp cái đoạn 50. Rồi này Bà La Môn, có một số Sa Môn và Bà La Môn nghỉ ngày khi đang là đêm và nghỉ đêm khi đang là ngày. Đối với các Sa Môn và Bà La Môn ấy, ta nói rằng đây là sự cộng trú với si ám. Tại sao ở đây là có cái vụ là nghỉ ngày khi đang là đêm mà nghỉ là đêm khi đang là ngày? Bởi vì ở đây nó có nhiều cái nguyên nhân. Ở trong chú giải có nói nè, thứ nhất là có nhiều vị á, vị đó căn cứ thời gian trong ngày là căn cứ theo tiếng chim kêu. Mà sư không biết ở trong chú giải dùng cái từ là cái tiếng chim mà nó khóc, thì không biết nó khóc chắc có lẽ tiếng chim cú hả. Thì khi mà mình căn cứ như vậy đó, có khi mình căn cứ đúng. Thí dụ như một số loài chim á, nó chỉ kêu đúng giờ thôi. Như là con gà, chẳng hạn gà trống thì nó chỉ kêu buổi sáng. Hoặc là con chim cú thì nó chỉ kêu vào cái ban đêm. Thí dụ như vậy. Nhưng mà có một số trường hợp mình có thể bị nhầm lẫn. Có thể do cái con đó hôm đó nó dở trứng, nó kêu trái giờ. Thì mình căn cứ theo tiếng chim kêu á, thì mình bị nhầm lẫn rồi, mình có sự chuẩn bị không thích hợp. Ví dụ như đang là ban đêm, nghe tiếng chim kêu tưởng là ban ngày, rồi bắt đầu sửa soạn y bát đi khất thực đó, đi ra khỏi khu rừng thấy trời còn tối, thì mình nghĩ là chắc hôm nay mặt trời lên hơi trễ. Có trường hợp như vậy, nghĩ mặt trời lên hơi trễ rồi cứ vậy mà đi vào làng. Đi tới hồi đi mãi mới phát hiện bây giờ còn đang là buổi tối. Có trường hợp như vậy đấy. Rồi có những trường hợp thí dụ như là ban ngày mà họ tưởng là ban đêm, cũng dựa vào cái tiếng chim kêu. Rồi họ chuẩn bị nó cũng không thỏa đáng. Thí dụ như là họ nằm, họ ngủ, rồi họ chờ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nguyên nhân thứ hai là do khi chúng ta thực hành casino. Nó có hai loại casino mà nó ảnh hưởng đến cái thị giác của chúng ta. Một là casino trắng. Cái vị hành giả đó, khi mà mình thực hành casino trắng thì nó có một cái giai đoạn là mình mở rộng
cái tướng, cái nimitta của kasina nó phủ khắp hết cả bốn phương. Mà khi chúng ta thực hành kasina trắng mà chúng ta phát triển nó như vậy đó, trong cặp mắt của người đó ha, nó sáng bừng lên, xung quanh khu rừng nó sáng bừng lên. Nếu như vị đó chưa chứng đắc thần thông thì cái sáng đó chỉ là sáng đối với cá nhân vị đó thôi. Nhưng nếu như vị đó chứng đắc thần thông thì vị đó có thể thắp sáng cả khu rừng đó luôn. Chính bởi vì như vậy mà quý vị biết rồi, khi mà mình nhìn xung quanh khu rừng nó sáng mà, thì khi đó vị ấy có thể tưởng đang là ban ngày. Do vị ấy thực hành kasina trắng, nó đi đến cái sự vượt trội. Thì đây là lý do. Thành ra mình nghĩ, ủa sao các vị đạo sĩ thời xưa ở trong rừng không biết ngày với đêm? Nó có lý do, mà lý do đó cao cấp hơn mình rất là nhiều. Mình thường do mình không thấy mặt trời mặt trăng, còn các vị đó nhầm là do thiền ghê gớm. Hoặc là những cái vị mà thực hành kasina sanh, thì khi mà các kasina sanh đó nó cũng có giai đoạn là mình mở rộng tướng ra khắp cả bốn phương. Thì khi vị đó mở rộng tướng khắp cả bốn phương thì xung quanh nó sẽ phủ một màu xanh. Quý vị có thể tưởng tượng nó giống như là cái màu xanh trong cái kính hồng ngoại á. Quý vị mình hay, ví dụ như ban đêm mà mình mở cái kính hồng ngoại, cái chức năng mà chiếu ban đêm ra, mình sẽ thấy xung quanh toàn là màu xanh. Thì cái kasina xanh khi mình mở rộng ra thì trong cặp mắt của mình xung quanh chỉ toàn là màu xanh như vậy. Chính bởi vì như vậy, cái người mà thực hành kasina xanh thì vị ấy thậm chí có thể đi ở trong đêm. Bởi vì xung quanh vị ấy, nói theo kiểu bây giờ nha, là vị ấy có thể nhìn thấy tia hồng ngoại. Nhưng mà mình nói theo hồi xưa là các vị ấy có thể nhờ vào cái tâm ánh của ánh sáng xanh, vị ấy có thể nhìn thấy rõ những thứ ở trong rừng. Mà quý vị biết rồi, những khu rừng, mà đặc biệt là những khu rừng mà nó rậm lá, đi vào sâu bên trong mình không biết được ngày hay đêm đâu. Nó tối thui và nó cứ tối hù hù như vậy đó. Mà vị ấy, khi mà vị ấy đã thuần thục, vị ấy phát triển kasina xanh một cách mạnh mẽ, vị ấy nhìn xung quanh. Quý vị cứ nghĩ là giống như mình lúc nào mình cũng nhìn xung quanh bằng cái kính hồng ngoại hết trơn. Thì khi đó mình cũng không biết là ngày hay là đêm. Cho nên là vị ấy có thể nhầm lẫn ban ngày thành ban đêm là như vậy. Còn Bồ Tát á, thì Ngài có thể biết rõ, còn ta này Bà La Môn, nghĩ là đêm khi đang là đêm, nghĩ là ngày khi đang là ngày. Nhờ, ở trong chú giải có nói là nhờ Ba La Mật, Ngài đã thực hành tròn đủ các Ba La Mật rồi. Nhớ dùm sư là trong cái kiếp chót, cái kiếp mà Ngài bố thí vương quốc nè, rồi bố thí vợ và con, Ngài đi vào trong rừng, Ngài bố thí hết. Thì đó là cái kiếp cuối cùng. Rồi sau đó là Ngài tái sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Thì Ngài đã hoàn toàn bổ túc đầy đủ 30 pháp Ba La Mật. Và nhờ cái chuyện là Ngài đã đầy đủ Ba La Mật, cho nên Ngài biết rõ ngày là ngày mà đêm là đêm. Ở đây trong chú giải còn nói một cái sự kiện đặc biệt là ngay trong những đêm không có trăng thì Ngài vẫn biết được chính xác giờ giấc, đó là đây là canh đầu, đây là canh giữa, đây là canh cuối. Tức là Ngài biết rõ thời gian như thế, nhờ Ngài đã bổ túc tròn đủ các Ba La Mật. Rồi này Bà La Môn, ai mà đang nói một cách đúng đắn có thể nói rằng người mà không còn si pháp đã xuất hiện ở đời vì lợi ích cho nhiều chúng sanh, vì sự hạnh phúc cho nhiều chúng sanh, vì lòng bi mẫn cho đời, vì sự tốt đẹp,
vì sự lợi ích, vì sự hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Thì ở đây cái đề cập đến chư thiên và nhân loại ở đây là đang chỉ đến những loại chúng sanh có thể chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này, có thể thực hành đi đến sự chấm dứt khổ. Đó. Cho nên là chư thiên và nhân loại ở đây là chỉ có chư thiên, loài người như vậy thôi, chứ không có bao gồm những cái loài bàn xanh nha, những loài thú thì không bao gồm. Ở đây không phải là Ngài không có thương chúng sanh, không phải. Nhưng mà trong hoàn cảnh khi mà Ngài nói câu này thì đối tượng mà Ngài nói đến là chỉ những chúng sanh có khả năng chứng đắc đạo và quả. Còn cái Attha Giá, Hitta Giá, Sukha Giá, cái này nếu mà quý vị tụng kinh Bali thì quý vị thấy ba cái từ này rất là nhiều. Attha Giá, Hitta Giá, Sukha Giá. Thì ở đây dịch là tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc. Thì Attha Giá, tốt đẹp, có nghĩa là ý nghĩa cao tột của nó đó, nghĩa là Niết Bàn. Tại vì bất kỳ cái việc gì tốt đẹp nhất thì cũng không có gì tốt đẹp bằng Niết Bàn. Còn Hitta Giá là lợi ích. Lợi ích ở đây chính là con đường đi đến Niết Bàn. Bởi vì cho dù chúng ta có đi làm, chúng ta kiếm tiền, thì cái lợi ích mà chúng ta đạt được chỉ là chúng ta thực hành con đường đi đến sự giàu sang. Rồi nếu như chúng ta làm phước thì chúng ta cũng có lợi ích, thì đó cũng chỉ là con đường đi đến các cảnh giới trời người. Rồi chúng ta hành thiền thì nó cũng có lợi ích, nhưng mà nó chỉ là con đường đi đến cảnh giới Phạm Thiên. Mà chỉ khi chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta mới đang đi trên đường đến đạo và quả, đi trên con đường đến sự chấm dứt khổ đau. Cho nên cái con đường mà đi đến Niết Bàn, tức là con đường đi đến sự giác ngộ và giải thoát, chính là con đường có nhiều sự lợi ích nhất, và sự lợi ích đó là lợi ích cao tột nhất. Còn cái Sukha Giá ở đây thì khi mà sư đọc ở trong chú giải thì sư cũng ngạc nhiên. Bởi vì cái sự hạnh phúc ở đây là nói đến hạnh phúc có được do chứng đắc thiền định. Tức là khi chúng ta chứng thiền thì cái quả báo của cái việc chứng thiền nó đem đến sự hạnh phúc. Ví dụ như khi chúng ta chứng sơ thiền là chúng ta đã đè nén được năm truyền cái. Mà khi chúng ta đè nén được năm truyền cái, nó hạnh phúc dữ lắm. Cái người sư từng có thời gian mà mình bị ghẻ, ghẻ nó ngứa. Nó ngứa nó rất là khổ, bởi vì tối không ngủ được. Nhưng mà rồi đó thì dần dần mình cũng quen với cái ngứa đó. Khổ thì có khổ, nhưng mà khổ riết nó quen rồi. Cho đến một hôm mua được cái lọ thuốc chống ghẻ. Trước đó sư xài cái loại thuốc mà gọi là thuốc dép đó. Sức mình nó bỏng, nó rát. Mà nhờ cái rát đó đó, nhờ cái rát đó mà nó không có ngứa. Nhưng mà gọi là dùng cái khổ để trị cái khổ đó, thì nó cũng tạm. Nhưng mà về sau có được cái lọ thuốc, bôi một cái là nó hết ngứa. Tối hôm đó nằm ngủ ngon. Tới khi đó mình mới biết cái chuyện mà mình nằm ngủ mà nó không bị ngứa, nó hạnh phúc tới chừng nào. Chúng sanh ở thế gian cũng như vậy. Chúng ta chìm đắm trong ngũ dục, chúng ta bị những cái sợi dây trói buộc, nó trói buộc chúng ta bởi tham, sân, si đó, hôn trầm, hoài nghi, trạo hối. Mình bị nó siết lấy, mình bị nó quấn lấy, mình bị nó đàn áp.
Nhưng mà chúng sanh nó quen rồi, mình quen rồi, thành ra khi mà quen rồi đó mình không thấy khổ. Kẹt lắm thì mình dùng cái khổ này mình đắp đổi để mình bằng cái khổ khác thôi. Thí dụ như nhiều người họ buồn quá, họ không biết làm gì, họ đi nhậu. Rồi có nhiều người họ buồn quá, họ không biết làm cái gì, họ đi du lịch, họ đi chơi. Thì vốn dĩ cuộc sống ở thế gian này, thế gian họ chỉ biết đắp đổi cái này bằng cái khác đó. Nhưng chỉ có người tu thiền khi chứng đắc thiền định, họ loại bỏ được, nó loại bỏ chưa chính xác, mà họ đè nén được năm truyền cái. Khi năm truyền cái vắng lặng, họ hưởng được sự an lạc, sự hạnh phúc vô bờ bến. Và đó chính là cái hạnh phúc mà được nói đến ở đây, tức là sự chứng đắc các cái tầng thiền. Và ở đây này, nó thể hiện cho chúng ta thấy cái gì? Lòng bi mẫn, lòng đại bi của một vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Ngài đã nói rõ cái nguyên nhân của Ngài là để cho hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại, chứ không phải là Ngài chỉ để hạnh phúc cho chính mình. Bởi vì nếu như Ngài sống mà vì mình á, vào thời quá khứ khi Ngài quỳ dưới chân Phật Pandumuttara, Hán dịch là Phật Nhiên Đăng, ngay thời điểm đó nếu như Ngài đổi nguyện thì ngay lập tức Ngài có thể chứng đắc A-la-hán với tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích. Tức là nếu như Ngài vì Ngài á, là Ngài đã xong chuyện rồi, xong chuyện từ cách đây 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Nhưng mà Ngài không đổi nguyện, Ngài tiếp tục Ngài thực hành. Khi mà quý vị nghe đến con số 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, sẽ biết nhiều người họ không có ý thức được nó dài lâu tới cỡ nào. Quý vị biết lầm, nó giống như cái một cái quả địa cầu á nha, tuổi thọ của một quả địa cầu là đơn vị tính. Xin lấy ví dụ giống như chúng ta nói là 4 bao gạo và 100 hạt gạo. Thì 4 bao gạo, cái đơn vị tính á, ở đây là tính bằng hạt gạo. Bây giờ kêu mình đếm ra là 4 bao gạo và 100 hạt gạo, đó là bao nhiêu hạt gạo? Mình đếm mệt mỏi á. Thì một A Tăng Kỳ á là một con số 1 và 140 con số 0. Cho nên chúng ta tưởng tượng là mình có 4 cái bao lớn cộng thêm 100.000 cái hạt gạo nhỏ. Mà một hạt gạo đây là một kiếp trái đất. Kiếp trái đất từ khi sanh lên trụ hoại diệt, thì khi đó nó mới hết một cái hạt gạo. Mà Ngài trải qua cái giai đoạn hết 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp như vậy, con số nó dài lâu kinh khủng. Mà nếu như Ngài vì Ngài là Ngài đã chứng đắc từ lâu rồi. Cho nên ở đây Ngài mới nói Ngài xuất hiện ở đời đó vì lợi ích cho nhiều chúng sanh. Lòng đại bi của Ngài nó rất là ghê gớm, chứ còn mình là chưa chắc được như Ngài. Mình nguyện thì đương nhiên cũng có nhiều nguyện, nhiều người nguyện thành Chánh Đẳng Giác. Nhưng để từ cái nguyện đó mà đi từ kiếp này qua kiếp khác mà nó không thay đổi thì không phải chuyện đơn giản đâu. Chúng ta qua tiếp đoạn 51. Rồi này Bà La Môn, đối với ta có sự nhiệt huyết và không biến nhát. Thì ở đây cái sự nhiệt huyết và không biến nhát ở đây là chúng ta nói về tứ chánh cần. Tứ chánh cần thì chắc có lẽ ở đây chúng ta không có xa lạ nữa.
Ở đây là chúng ta có bốn cái. Một á, cái này sư để cái từ Bali để cho quý vị có cơ sở để quý vị tham chiếu ha. Sangwarapatthana. Thì thứ nhất á, là cái sự phòng hộ. Chúng ta nỗ lực phòng hộ các căn để cho các cái ác bất thiện pháp không có sanh, chưa sanh thì nó sẽ không sanh khởi. Tức là sự thực hành ở đây đầu tiên là chúng ta phải thu thúc các căn, phòng hộ nó, phòng hộ. Giống như là trong kinh Tất Cả Lậu Hoặc á, có những phiền não cần diệt trừ bằng sự phòng hộ, thì ở đây chúng ta phòng hộ các căn, nỗ lực. Cái sự nỗ lực phòng hộ các căn đó chính là sự tinh tấn. Rồi cái thứ hai á, là pathana, là chúng ta trừ diệt, là mình nỗ lực trừ diệt các ác bất thiện pháp đã sanh, làm cho nó mất đi. Mình suy tư nhìn nó và làm cho nó mất đi. Cái thứ ba là phawana patthana, là nỗ lực phát triển các thiện pháp chưa sanh. Ở đây một số bản dịch là tu cần, tứ chánh cần nè, là nhiều người dịch là thận nè, thận trừ tu bảo. Thận là thận trọng, gọi là mình thu thúc, gọi là thận cần. Trừ cần á, là mình diệt trừ những cái ác bất thiện đã sanh. Cái thứ ba là tu cần. Cái phawana này á, người ta dịch là tu, mà khi mà tu như vậy nhiều người không biết tu là cái gì. Mà nhiều vị học với sư thì sư tin là quý vị đã biết tu là cái gì. Cái từ phawana ở đây có nghĩa là phát triển. Nhớ dùm sư, chứ còn mình cứ dùng cái từ tu, mình không biết tu là cái gì, rồi mình phân ra viết cả trăm ngàn quyển sách chỉ để nói một chữ tu thôi. Mà xin thưa, cái chữ tu đó là cái chữ tu do mình tưởng tượng. Chứ còn chữ tu trong kinh tạng, chữ phawana ở đây là sự phát triển. Mình nỗ lực phát triển những cái thiện pháp chưa có, mình làm cho nó có. Ở trong chú giải á, thì nói cái sự phát triển ở đây là sự phát triển các cái giác chi, là phát triển thức giác chi. Còn cái cuối cùng á, là bảo cần, là anurakkhana patthana, là nỗ lực bảo vệ các thiện đã sanh, làm cho nó đừng có mất đi. Đương nhiên thì chúng ta có nhiều cách để chúng ta giải thích về tứ chánh cần. Nhưng mà ở đây là sư căn cứ theo chú giải. Thì trong chú giải nói cái bảo cần ở đây nghĩa là chúng ta nỗ lực duy trì cái định tướng, là samadhi nimitta. Cái định tướng nghĩa là sao? Khi chúng ta hành thiền, chúng ta tập trung vào một đối tượng. Sư lấy ví dụ như chúng ta tập trung vào hơi thở. Khi chúng ta theo dõi hơi thở một thời gian, dần chúng ta sẽ có được cái tướng trạng của hơi thở. Mà ở đây trong Pali gọi là cái nimitta. Cái nimitta này đó, nó có một vài cái hình dáng. Có khi nó giống như là một cái đoàn bông gòn vậy. Hoặc có khi là nó giống như một cái sợi tơ. Hoặc có khi nó giống như là một cái đám mây. Thì đó là cái tướng trạng của hơi thở. Và khi mà mình có được cái tướng hơi thở này rồi đó, mình phải nỗ lực duy trì không để cho nó mất. Mà ở trong Thanh Tịnh Đạo có nói là nó giống như chúng ta bảo vệ cái con mắt duy nhất. Giống như một người chỉ có một con mắt
thì họ bảo hộ cặp mắt đó như thế, bảo hộ con mắt duy nhất của họ như thế nào, thì họ bảo hộ cái nimitta như thế đó. Bởi vì nếu như mình để cho cái nimitta nó bị mất đi, thì sau này mình muốn tìm lại nó rất là khó. Thế cho nên một trong những cái sự nỗ lực mình cần phải làm, đó là nỗ lực duy trì cái thiền tướng, tức là cái nimitta. Nhớ, cái thiền tướng ở đây là cái nimitta khi chúng ta thực hành thiền, chứ nó không phải cái thiền tướng là cái tướng ngồi thiền nha. Cái nimitta nó còn giống như là khi mà chúng ta thực hành, thí dụ như thực hành cái casino nước đi ha. Chúng ta sẽ có một cái bát nước, có một cái bát nước ở đây, rồi mình quan sát nó, mình niệm nước, 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 mình chú tâm vào nó, chú tâm vào nước, mình nắm bắt đó, nắm bắt nó, nắm bắt cái casino nước đó. Và sau đó nhắm mắt lại, dùng cái tưởng của mình đó, để mình tái tạo lại cái hình ảnh mà mình vừa mới nhìn thấy. Nếu không thấy thì mở mắt ra. Khi mà mình thực hành lâu dài, lâu dài, lúc bây giờ trong tâm của mình nó cũng sẽ có một cái một hình ảnh, sự tạm gọi nha, cái hình ảnh, cái tướng trạng của nước, giống như là mình đang mở mắt mình nhìn. Mà khi đó đó, cái hình ảnh mà nó giữ nguyên như vậy đó, mình gọi nó là nimitta, tức là cái tướng. Thì mình duy trì nó, mình duy trì cái tướng trạng của nước, mình duy trì không để cho nó mất, thì đó là bảo cần. Hôm nay thì học chắc có lẽ là học tới đây thôi, tại vì đi qua tới những cái chi tiếp theo á, mình nói thì nó không có đủ, nó không có đủ ý. Theo như thông lệ bình thường thì mình còn khoảng chừng 5 phút. Thì nãy giờ khi mà sư hướng dẫn như vậy, sư giảng như vậy đó, quý vị có cái gì thắc mắc không? Hay là nói mình hiểu hết trơn rồi? Hiểu hết trơn là sư cho bài kiểm tra nha. Thưa sư, cho con hỏi là cái sư vừa giảng về cái nimitta, là cái nimitta đó là mình nhắm mắt mình tưởng ra hay là như thế nào hả sư? Thì bản thân nó là do tưởng. Nhớ giùm nha, khi chúng ta hành thiền á, là chúng ta hoàn toàn sử dụng tưởng, tức là cái sanh nha là cái tưởng. Mình hoàn toàn mình sử dụng cái tưởng. Chính bởi vì như vậy á, khi mà chúng ta nắm lấy cái nimitta đó, thì chúng ta cũng dùng cái tưởng để chúng ta tạo ra cái nimitta. Việc hành thiền, các cái pháp hành thiền chỉ vốn dĩ là chúng ta làm việc trên tưởng. Nhưng mà khi cái tưởng của chúng ta đó mà nó kiên cố, ví dụ như chúng ta đạt đến tứ thiền, thì chúng ta sẽ đạt đến một cái chúng ta gọi là trí, tức là cái thắng trí, nghĩa là thần thông. Ví dụ như một người vị đó đang thực hành cái đi casino nước đi, thì vị đó khi mà vị đó đã có cái nimitta của cái nước rồi đó, vẽ phát triển chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi khi mà vị ấy hoàn toàn bằng tưởng thôi, nhưng mà sau đó vị ấy mở mắt ra, vị ấy vẫn duy trì cái thiền đó, vị ấy nhìn mặt đất và vị ấy nguyện hãy là nước đi, thì tức
thì cái mặt đất đối với vị đó trở thành mặt nước, và vị ấy có thể đi xuống dưới đất, lặn xuống dưới đất như lặn vào nước, hoàn toàn là tưởng. Nhưng mà tưởng đó khi mà tới cao tột, chúng ta gọi đó là thắng trí, là thần thông. Hoặc như hồi nãy sư nói là cái vị thực hành cái casino trắng, vị ấy hoàn toàn có thể dùng cái tưởng của vị ấy thắp sáng cả khu rừng. Quý vị đừng có nghĩ là cái chuyện thắp sáng đó là chỉ có ở trong tâm của vị đó thôi. Đúng là nếu vị ấy muốn thì cái sáng đó chỉ trong tâm của vị đó, tức là chỉ một mình vị đó thấy. Nhưng nếu vị đó muốn, vị ấy có thể làm cho cả khu rừng bừng sáng cho tất cả mọi người đều thấy. Cho nên là có một cái đoạn là một vị đạo sĩ khi mà đi đến một nơi mà vị ấy muốn cho những người xung quanh khiếp đảm, vị ấy tập trung vào địa ngục casino xanh và vị ấy mở rộng tướng, ngay lập tức cả cái khu vực đó nó tối đen xuống và người ta tưởng là trời sập tới nơi. Thì đó là hoàn toàn là do tưởng ha. Quý vị ở đây có ai có câu hỏi gì hay không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin chào thầy, chào các chư tăng và các hội chúng ở đây. Con có một câu hỏi về giới. Hôm thứ năm thầy dạy là về giới sát, thì khi mà hội đủ năm chi pháp, trong đó có một chi pháp là một chúng sanh có tâm, thì ở đây thì con thắc mắc là lâu rồi, là cái phân định như thế nào là một chúng sanh có tâm và một chúng sanh không có tâm? Tại vì rõ ràng là bây giờ những cái động vật mà chúng ta gọi là những động vật cấp thấp hoặc cực thấp, như là những con vi trùng, hay là lớn hơn chút xíu là những con sáng, con lãi ở trong bụng của chúng ta. Rồi nếu mà chúng ta để yên nó thì con sáng thì không nên. Thì ra khi mà chúng ta sổ lãi thì nó không phải là chúng sanh có tâm hay không. Thì ra là khi mà chúng ta sổ lãi hoặc là chúng ta bệnh nhiễm trùng, chúng ta uống thuốc trụ sinh để tiêu diệt mấy con vi trùng đó, thì chúng ta có phạm giới hay không? Tại vì tất cả giới sát hay không? Tại vì tất cả mọi chuyện đều ở chỗ là phân định thế nào, cái ranh giới thế nào là chúng sanh có tâm và chúng sanh không có tâm. Và câu hỏi của con là như vậy, xin cảm ơn ạ. Thì đó cũng là cái mà sư sẽ nói ở cái buổi giảng tiếp theo, sư cũng sẽ có nói về vấn đề này. Có một số cái sự tồn tại á, ví dụ như các cái loại vi khuẩn, các cái con virus, thì một số vị trưởng lão nói rằng đó không phải là chúng sanh, mà đó là các cái sắc do nghiệp tạo hoặc các cái sắc do thời tiết sanh. Quý vị nhớ giùm sư nha, sắc á, nó có nhiều nguyên nhân để nó tạo nên cái sắc pháp lắm. Sư thì có thể đồng ý với những cái quan điểm này, bởi vì quý vị ở đây chắc cũng trên 18 hết rồi. Quý vị biết là cái con tinh trùng á, bản thân nó không phải là chúng sanh, bởi vì nó cần phải kết hợp với trứng và cái tâm tái tục thì khi đó mới tạo nên một chúng sanh mới. Còn bản thân cá thể nó thì không thể gọi là một chúng sanh, nó chưa phải là một chúng sanh. Nhưng mà nó vẫn có chuyển động và nó vẫn có cái chúng ta gọi là có giống như có sự lập trình, nó biết cái trách nhiệm của nó là nó đi tìm đến cái trứng và nó biết phải làm gì khi nó gặp trứng. Nhưng mà bản thân nó không phải là một chúng sanh. Thì như vậy các cái con vi khuẩn, virus, thì các vị trưởng lão nói đó chỉ là sắc do thời tiết sanh. Thì sư đồng ý với cái quan điểm này. Còn mình muốn biết nó cụ thể hơn là cái nào là chúng sanh, cái nào không phải chúng sanh, thì xin thưa, trừ khi mình chứng thiền thì bằng cái cặp mắt vượt qua khỏi cái cặp mắt phàm, mình mới có thể nhìn rõ vấn đề này thôi.
Còn ngoài ra thì đa phần là mình dựa theo cái sự kinh nghiệm và sự truyền dạy từ các vị trưởng lão. Như trường hợp các cái con Lãi, con Dung, con Sáng, thì đối với cá nhân sư nó được kể là một chúng sanh, bởi vì nó không phải giống như là cái con virus, con vi khuẩn, nó lớn hơn rất là nhiều. Và bây giờ quý vị hỏi là bây giờ làm sao, thì sư xin thưa là có một vài cái thuốc sổ mà nó chỉ đơn giản là nó tống ra thôi, nó tống cái con Lãi đó ra thôi, chứ nó không có giết. Ví dụ như là một số thuốc như là phun ra ca thì nó sẽ giết cái con Dung, con Lãi trong bụng mình, rồi sau đó nó mới đào thải ra ngoài. Nhưng mà có những thuốc giống như thuốc sổ, nó chỉ đơn giản là nó sổ hết những thứ ở trong ruột và những thứ nó ẩn trong niêm mạc ruột. Ví dụ như sư biết có những cái khóa mà nó nhịn ăn, thì như vậy thì nó khi mà nó sổ thì nó cũng có khả năng sổ là rất là nhiều những cái con những con Dung, con Lãi đó. Chứ còn chịu thua thôi, chứ giờ mình đâu còn cái cách nào. Mình sống mà mình muốn giữ giới thì nó sẽ không có phải là chuyện dễ dàng ha. Rồi còn ai có câu hỏi gì nữa hay không? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch đại chúng, thì con có một câu hỏi là con từng nghe các vị thầy nói là mình cần phải chánh niệm tỉnh giác quay về bên trong. Tâm có tham thì biết tham, có sân thì biết sân, có hôn trầm trạo hói thì biết. Nhưng mà có những lúc thì con giữ gìn được cái chánh niệm của mình, con phát hiện là có tham, có sân và làm cho nó dừng lại được. Nhưng mà con cảm giác là từng ngày thì mình cảm giác như là mình đang có một cái sự mình, mặc dù biết là cái tâm nó là vô thường và nó sanh diệt, nhưng mà con có một cái cảm giác giống như là mình đang theo dõi một cái đối tượng nào ở bên trong để mình luôn luôn là tìm cách ngăn chặn nó, không cho nó làm những cái điều xấu ác như vậy. Thì con đang suy nghĩ là như vậy thì mình quan sát như vậy thì nó có kiểu là quá mức hay không, khi mà con cứ cảm giác giống như là mình đang đối trị với chính mình, những cái thế giới bên ngoài thì nó cũng không quá quan trọng. Và cái thứ hai là con hỏi là giống như là về giới của mình thì vào những ngày giống như bác quan trai thì sau khi trong những ngày đó, hoặc là con thường hay suy niệm về giới của mình, thì con thấy rằng thì cái giới của mình đang được trong sạch, và trong những ngày bác quan trai đó con cũng đã giữ trong sạch, thì có một cái sự hỷ lạc phát sinh và con cảm thấy rất là thoải mái. Và cái việc đó có gọi là quá ham đắm vào cái niềm vui của mình hay không? Bởi vì dạ con xin hết. Dạ con cảm ơn sư. Khi mà quý vị giữ giới, quý vị có được cái hỷ của việc giữ giới, thì bản thân nó là một cái nhân duyên quan trọng để quý vị có thể tu tiến, phát triển chỉ và quán. Cho nên cái chuyện mà giữ giới và có được sự an lạc, cái đó là chuyện đương nhiên nhé. Đừng có lo, cái đó là cái chuyện đương nhiên phải có. Bởi vì đặc điểm của giới là nó giúp cho chúng ta có được sự yên ổn, sự mát mẻ, có được sự không có thiêu đốt của cái việc phạm giới. Còn việc hành thiền, sư nói quý vị giống như là một cái người đọc sách võ thuật, những cái sách võ đó, đọc những cái quyển bí kíp mà 20.000 một quyển bán ở ngoài chợ, rồi mình luyện theo. Xin thưa, cho dù có đưa cho quý vị gọi là dịch cân kinh, rồi tẩy tủy kinh, Như Lai thần trưởng, thập bát la hán, vân vân, quý vị đọc những thứ đó mà quý vị luyện ra cái gì, sư cũng sợ quý vị. Tại sao? Không có thầy. Và cái sự thực hành của mình á, nó không tới nơi tới chốn. Và nếu như mà quý vị chỉ đơn giản mà đọc á,
thì nó cũng chỉ tăng trưởng một mớ kiến thức, chứ nó không có béo bổ gì hết, nó không đưa đến sự thực hành. Thành ra là sư đề nghị quý vị nên tham dự một cái khóa thiền 7 ngày hoặc 10 ngày. Khi đó đó, quý vị sẽ đi vào trong sự thực hành, và quý vị thực hành đó, nó mới tới nơi tới chốn được. Chứ còn mà bây giờ mình nói thì nó kẹt ở chỗ đó, là sư nói rồi sư không chắc quý vị về, quý vị thực hành đúng theo lời dạy của sư, rồi sau đó quý vị lại nói là ông sư hành tuệ ông dạy. Cho nên giống như quý vị sư nói ở đây nè, giống như sư dạy những cái tôn hành giả, những tôn ngộ không, biết tại sao không? Dạy học được phép 72 phép thần thông rồi, chuẩn bị xuống núi, ông thầy dặn đi ra khỏi cái sơn môn này có gây chuyện đừng bao giờ kêu ta là thầy nha. Đó. Cho nên tham dự những khóa thiền dùm sư. Rồi xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cũng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Y đăng mê pun nhân Nibbanasa Pacchayo Hotu Imang no Punya Phagang Sabba Sattanang Dema Sathu Sathu Sathu. Chúc quý vị an vui. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chiran rakkantu sasanang.